rồi. Mạng chập chờn quá. Thì thằng á, bình thường cái tinh thể ion ở trong trong nước tiểu á, nó sẽ đạt tới trạng thái bão hòa nha, cân bằng. Nhưng một số trường hợp nó cái trạng thái đó nó bị phá vỡ nên nó sẽ làm kết tinh cái sỏi nha. Thì sỏi thì nó có nhiều cái loại sỏi, thứ nhất là sỏi canxi này, hai là sỏi axit uric này. Sỏi canxi này thường thường nó liên quan đến tình trạng tăng canxi máu này, tăng oxalat máu này, tăng citrat máu này, tăng canxi niệu. Sỏi axit uric nó liên quan đến tình trạng tăng axit uric kèm theo thay đổi cái pH. Thế nên sỏi sỏi thứ ba là sỏi uric nha, thường thường nó liên quan đến tình trạng nhiễm trùng á đấy. Và sỏi thứ tư là sỏi sitting. Đây là một số dạng tinh thể sỏi quan sát được dưới kính hiển vi nha. Sitin, axit uric này, canxi oxalat này, canxi carbonate này nha. Nó mới đi giám sát kia này. Đây là vậy. Đó là những cái vị trí các bạn có thể gặp gặp cái sỏi nha, sỏi hệ tiết niệu. Nhất nằm trên thận, hai nằm trên cái niệu quản. Thì ở niệu quản mà sẽ có ba vị trí thường hay gặp sỏi, là nhất là vị trí khúc nối bệ thận niệu quản, hai là vị trí niệu quản mắc chéo với lại cái đồng bó mạch chậu, thứ ba là vị trí của cái niệu quản trong bàng quang. Tôi mượn dẫn bài đi, mạng chơi nó yếu. Dẫn bài là một trang. Nhưng cái phim X quang này bạn thấy đây là thằng nằm ở vị trí một chỗ 1/3 trên của cái điều quản nha, tương ứng với đốt sống thắt lưng đây là 5 4 3 2, thắt lưng thứ hai nha. Đây là sỏi nằm vị trí 1/3 giữa của điều quản, nằm ở ngang với mức đốt sống thắt lưng thứ 2 3. Đây là sỏi nằm ở vị trí chỗ nối giữa bàng quang với cái niệu quản. Đây cái phim này gọi là cái phim chụp niệu đồ tĩnh mạch nha. Các bạn sẽ thấy những cái hình hình cản quang như thế này, thì cái đường đi của cái niệu quản thì nó chính là cái sỏi. Cái mặt sỏi thẳng các bạn sẽ có cái biểu hiện lâm sàng của hắn là cái cơn đau quặn thận nha. Thì đây là vị trí đau của cái cơn đau quặn thận nha. Các bạn mà đau ở phía giữa thắt lưng đây này thì không phải là đau bị thận đâu nha. Có nhiều người vô khám nó kêu đau giữa lưng này, tôi bị thận là không phải nha. Thận nó đau vị trí ở hố thắt lưng, nó lan xuống, mà thấy đường đấy lan xuống từ hố thắt lưng lan xuống phía trước giữa bụng nha, xuống bìu, xuống cơ quan sinh dục. Đây sỏi các bạn có thể thấy được, thứ nhất là qua phim nha, nhưng mà muốn thấy chính xác hơn thì bạn có thể dùng cái phương pháp soi đường tiết niệu nha. Đấy, bạn có thể ví dụ đây mình đang soi ở vị trí ở, mình thấy sỏi ở ngay vị trí đại thằng bé nha. Qua cái soi này bạn có thể can thiệp luôn, tán sỏi qua cái soi này luôn được nha, lấy sỏi ra. Đây là cái sỏi nhỏ, cái sỏi lớn nằm ở vị trí đại thằng bé nha, ở những cái đại giữa. Còn đây là cái sỏi nhỏ ở vị trí đầu dưới nha. Đây, cái này là một cái dạng sỏi khá là đặc biệt, nó gọi là sỏi san hô. Là hình nó ăn nó sỏi rất là nhiều và nó lấp đầy cái vị trí của hệ thống son thận luôn, đầy bể thận luôn nha. Tiếp theo là cái chấn thương thận. Chấn thương thận thì thường thường hay gặp trong cái tai nạn lao động này, tai nạn giao thông này, chưa? Để chẩn đoán cái chấn thương thận thì bạn phải dùng cái phim CT bụng. Thì chấn thương thận là chia thành 5 độ như này nha, 1, 2, 4, 5. Đấy. Cái hình này là hình chấn thương thận độ 3 nha, một cái vết rách nhu mô thận. Nếu giờ đường kính lớn hơn 1 cm và nó không xâm lấn vào cái vị trí đường bài xuất nước tiểu. Đây là một cái tổn thương xuyên thấu có chiều dài lớn hơn 1 cm và cũng không xâm lấn vào đường bài tiết nước tiểu, nên hắn cũng là tổn thương chấn thương thận độ 3. Cái phim CT, mọi người thấy hình này là hình có tiêm thuốc cản quang, có máu tụ
quanh cái khoang thanh thận nha, có đường vỡ nhu mô thận nhưng mà nó không đi vào cái đường mà xuống nước tiểu. Thuốc cản quang vẫn nằm trong cái đường mà xuống nước tiểu, nó không có đi ra ngoài, không có đi ra ngoài cái thận nha, tức là cái chấn thương thận này nó không xâm lấn vào cái hệ thống mà xuống nước tiểu. Đây là chấn thương thận độ 5 theo cơ chế gọi là cơ chế tăng tốc giảm tốc nha, nó sẽ làm đứt cái cuống thận, đứt cái mạch máu nuôi thận. Đây. Máu máu chảy ra cái khoang quanh thận, nhưng mà cái bạn thấy hầu như cái thận là nó không bị hết á, nhưng mà tổn thương thận, chấn thương thận là nó nặng rồi nha, nó tổn thương mạch máu nuôi thận. Đây là tổn thương thận độ 4 nha, những cái đường rách lớn và nó xâm lấn vào cái hệ thống bài xuất nước tiểu rồi, lớn hơn 1 cm, xâm lấn vào hệ thống bài xuất nước tiểu. Đây cái đường rách này, đây thuốc cản quang nó đi qua cái đường rách này đi ra ngoài thận luôn rồi nè. U thận thì bạn sẽ có một số u lành, u lành thường gặp nhất là u tuyến, u cơ mở thận nha. Ví dụ như cái hình CT này bạn thấy u cơ mở thận nằm ở vị trí cực dưới của thận phải nha, thì nó u cơ mở thận này nếu bạn có thể gặp trong trường hợp trong cái bệnh lý gọi là bệnh lý sơ cũ nha. Đây là một cái bất thường bẩm sinh, nó ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau, ví dụ trên não nha, nó tạo thành những ký cũ ở não nha, cấu trúc dưới vỏ, những ký u sơ mạch ở trên da, những cái mảng ở trên da, những cái u cơ mở ở thận hoặc là ở u cơ mở ở tim. Đây là một khối u cơ mở mạch rất là lớn ở thận phải nè, bên thận trái và cũng có một số nhỏ ký u cơ mở mạch nhỏ hơn. Chưa? Đấy, cái u này là u lành, còn này là u ác tính nè, là u ung thư biểu mô thận đó. Thì bạn sẽ có một số yếu tố nguy cơ, ví dụ như là hút thuốc lá nè, ví dụ bạn thâm nhiễm với một số chất như cadmium nè hoặc là asbestos nè, có thể có liên quan tới gen. Ông nào béo phì cũng có hay bị viêm, cũng có thể bị ung thư thận nha, hoặc là những người bị tăng huyết áp. Đây cái hình CT dựng hình này bạn thấy cái thận ở cực dưới của thận phải nó có một cái khối lớn nha, đồng tỷ trọng, nó có hiệu ứng choáng chỗ ở trong cái thận, cái nhu mô thận còn lại nó còn rất là ít nha. Mà là ung thư biểu mô thận giai đoạn 4. Đây nó có xâm lấn vào trong cái như hợp này bạn phải qua, nó có xâm lấn vào trong mạch máu của thận hoặc là di căn xa lên gan rồi chẳng hạn hay không. Chưa? Tương tự trường hợp bên này là một cái ung thư giữa mô thận ở thận trái nha, nó chiếm gần như 2/3 cái thận trái này, cái phần thận trái còn lại trong phần 1/3 thôi. Đây có di căn vào trong cái hạch cạnh cạnh động mạch chủ rồi. Đây là phim cộng hưởng từ, cộng hưởng từ nha, hai trên này là phim CT, đây cộng hưởng từ, đây là phim siêu âm. Siêu âm có một khối ở cái thằng phải đây, gan cái thằng phải này có hiện tượng tăng tưới máu tới cái khối đó qua tín hiệu tăng tín hiệu Doppler tới. Đây là cấu trúc đại thể khi mà bạn cắt cái khối u ra nha. Cái khối u này mà nếu như mà đánh giá mức độ xâm lấn của hắn á, T của hắn á, thì T1 là nếu như nó bé hơn 7 cm đường kính, T2 lớn hơn 7 cm đường kính, thì nó có hoại tử, cái vùng hoại tử trung tâm màu xám ở đây này, nó thông với lại cái có những cái xuất huyết rải rác ở trong khối u, có tạo thành nang ở trong đây nữa nha. Đây là một cái khối u khác, nó cũng lớn và nó có hiện tượng dây căng vào theo cái hệ thống tĩnh mạch thận đi vào hệ thống tĩnh mạch chủ rồi nha. Đánh giá xâm lấn của hắn là mang nha, mức độ T3 rồi, đem T3 rồi. Còn u ác tính ở trẻ em thì bạn sẽ có một cái là u thận, đặc biệt là u viêm nha. U viêm thì nó liên quan rất nhiều tới bất thường về mặt nhiễm sắc thể, một số cái đột biến với cái T1, cái T2 chẳng hạn, một số triệu chứng ví dụ như là bị thiếu máu này, tăng huyết áp này, sờ thấy khối trong ổ bụng này, tiểu ra máu. Siêu âm bạn sẽ thấy được cái khối ở trong cái thận á, thông thường cái đậm độ nó là đồng âm với cái nhu mô thận, và cái hiện tượng tăng tín hiệu
tăng tưới máu trên cái Doppler này, nó u viêm này, thì cái phim CT dựng là dựng hình lại đây, đó là cái thận nha. Thận sản xuất ra nước tiểu, nhưng mà nước tiểu phải được dẫn xuống dưới bàng quang qua hai cái ống cơ gọi là cái niệu quản. Thì niệu quản nó có hai cái ống, là ống nó chia làm hai đoạn chính, là niệu quản đoạn bụng và niệu quản đoạn chậu. Niệu quản đoạn bụng, niệu quản đoạn chậu. Đoạn bụng thì nó thường thường cái dài khoảng 10 đến 12 cm, đoạn chậu thì 13 đến 15 cm nha. Nãy niệu quản nó có ba cái chỗ hẹp tự nhiên. Thứ nhất là chỗ hẹp giữa khúc nối bể thận niệu quản. Cái thứ hai là khúc nối giữa niệu quản có mạch chậu, và thứ ba là chỗ niệu quản nối vào bàng quang. Thì ba cái vị trí này nếu có thận thì trên, nếu có sỏi thì thận rớt xuống thì thường nó hay mắc lại ba vị trí này, là thành cái sỏi niệu quản. Còn cái này là hình này là mô hình mô phỏng cái sự cắm của cái niệu quản vào trong cái cơ bàng quang. Đây. Niệu quản thì được cấp máu từ động mạch chủ này, động mạch thận này, động mạch sinh dục, chậu trung, chậu trong, mạch bàng quang trên, dưới, trần giữa. Đây. Đây là niệu quản này, phần này niệu quản được cấp máu từ động mạch thận này, phần này được cấp máu từ động mạch sinh dục này nha. Đây. Khi bạn cắt ngang cái niệu quản thì nó sẽ có cái lớp niêm mạc ở trong cơ. Cơ gồm có hai lớp cơ, dọc cơ vòng ở phía ngoài và cái lớp ngoài cùng là lớp bao ngoài của cái niệu quản. Hay là cái, những cái vị trí mà cái niệu quản hay bị tổn thương trong cái phẫu thuật, đặc biệt là người xíu này, nhưng mà phẫu thuật cắt bỏ tử cung còn phần. Cái đó. Ba vị trí thường hay gặp tổn thương cái niệu quản trong cái phẫu thuật cắt bỏ tử cung á, là chỗ bắt chéo với bó mạch chậu, thứ hai là chỗ mà gần cái động mạch tử cung, và thứ ba là gần cái chỗ mà nối giữa cái tử cung và cái niệu quản. Và một số cái bệnh lý của cái niệu quản, thứ nhất là cái hậu chấn khúc nối bể thận niệu quản. Đây. Nó sẽ làm giãn cái niệu quản lên đó. Cái chỗ nối bể thận niệu quản lên. Mà thận mình sản xuất nước tiểu ra nó không đi xuống dưới cái niệu quản, xuống cái bàng quang được. Nguyên nhân có thể là tình trạng hẹp bẩm sinh của cái niệu quản, của chỗ nối bể thận niệu quản, hoặc là do một cái mạch máu nó chèn ép vào chỗ nối giữa bể thận và niệu quản.